Trong khi Veo3 đang làm mưa làm gió thị trường thì Sora AI hiện tại chúng ta cũng có thể sử dụng miễn phí Không cần tài khoản Pro, không cần tài khoản Plus Chúng ta vẫn có thể sử dụng miễn phí để tạo video anh chị Đây là một trong những công cụ AI tạo video cũng khá là tốt và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Với một chiếc điện thoại như thế này Chúng ta có thể sử dụng và chúng ta tạo ra video Thì trong video hôm nay Tuấn hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng Sora AI hoàn toàn miễn phí ha Đầu tiên để mà anh chị sử dụng được Sora AI bảo miễn phí nè thì anh chị hãy lên Google Play hoặc là App Store ha chúng ta sẽ search app của bin anh chị là Microsoft Bing á đây là một trong những app mà của Microsoft để chúng ta có thể sử dụng ha đây anh chị sẽ thấy ở đây nè có chữ Microsoft Bing ha mình ở đây mình đã cài đặt rồi thì mình chỉ cần mở lên ha còn anh chị chưa cài đặt thì anh chị cài đặt nhé khi mà anh chị đã sử dụng Microsoft Bing thì trong đây nó sẽ tích hợp cho chúng ta tạo hình ảnh và tạo video video là mới nhất anh chị mới cập nhật vào ngày hôm nay ngày mình quay video này luôn khi mà họ tích hợp Sora AI vào đây để chúng ta có thể sử dụng ha khi mà anh chị vào đây rồi thì anh chị sẽ thấy giao diện như thế này và chúng ta sẽ chọn icon cuối cùng ha là cái icon về app nè anh chị kéo xuống dưới anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái chữ là trình tạo video nè chúng ta sẽ bấm vào đây ở đây có hai mục đó anh chị một là hình ảnh hai là video thì hình ảnh trước đây họ đã tích hợp vào rồi còn video thì mới ha mình sẽ chọn vào một video ở dưới đây chúng ta sẽ thấy nè chúng ta sẽ có thể đưa cái phần nội dung lệnh vào đây và chúng ta có thể cài đặt video đầu ra. Hiện tại thì video đầu ra họ mới có hỗ trợ định dạng là 916 thôi anh chị và thời lượng 5 giây ha. Còn cái tốc độ dưới đây anh chị, tức là họ sẽ cho một tài khoản free sử dụng 10 lần tạo nhanh. Một lần tạo nhanh như vậy thì chúng ta mất đâu đó khoảng vài phút là chúng ta nhận được video ha. Còn cái tốc độ mà tạo tiêu chuẩn á, tức là chúng ta tạo được không giới hạn luôn anh chị, bao nhiêu cũng được ha. Nhưng mà bù lại thì thời gian nó tạo video cũng khá lâu anh chị, khoảng vài tiếng đồng hồ thì chúng ta mới nhận được video hết anh chị đây là nền tảng mà Microsoft Bing họ đã tích hợp Sora AI vào đây và hiện tại chỉ có thể sử dụng trên điện thoại thôi anh chị trên máy tính thì chúng ta vẫn chưa có thể sử dụng đâu ví dụ như trong đây mình sẽ mô tả một câu lệnh giống như thế này tạo cho tôi một video người đàn ông mặc vest cầm ly cà phê và đang đi trên đường ha sau đó mình nhấp vào tạo nè thì cái phần tạo nhanh này anh chị chúng ta sẽ có 10 lượt tạo nhanh còn 10 lượt tạo nhanh này như thế nào á ở trong một tháng hoặc là ở trong một tài khoản thì trong đây mình chưa thấy ha bởi vì nó cũng mới tích hợp vào đây chúng ta có thể sử dụng anh chị còn tháng sau có thể họ reset lại còn nếu mà anh chị không cần gấp cái video đó thì chúng ta có thể chọn một tiêu chuẩn ha thì họ sẽ tạo cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng không giới hạn luôn anh chị anh chị sẽ thấy ha, khi mà chúng ta bấm vào tạo nhanh ấy, thì rất là nhanh anh chị nó đã tạo ra video chúng ta rồi đây là video kết quả anh chị sẽ thấy ha, họ sử dụng nền tảng của Sora AI để chúng ta sử dụng ha so với chất lượng ấy, thì có vẻ là Sora AI cũng chưa có bằng nổi so với Google VL3 đâu anh chị nhưng mà hiện tại VL3 khá là nhiều người sử dụng rồi và để sử dụng VL3 thì anh chị cũng cần có tài khoản ha hiện tại thì Sora AI này cho chúng ta sử dụng miễn phí anh chị và 3 hiện tại anh chị nếu mà tạo từ văn bản sang video á thì họ cũng tạo theo cái tỷ lệ là 16:9 ha trong khi nếu chúng ta làm video về short hoặc là video real thì chúng ta sẽ cần tỷ lệ 9:16 thì Sora AI này là một trong những lựa chọn mà chúng ta có thể sử dụng chúng ta thay thế ha khi mà chúng ta tạo rồi thì rất đơn giản chúng ta chấm rủ ba chấm này nè bấm vào tải xuống ha và chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng anh chị đấy nó đã tải xuống cho mình rồi mình có thể sử dụng để mình đăng nền tảng nào đấy ha đương nhiên là trong Sora AI này hiện tại thì nó tạo video không có âm thanh nha anh chị chúng ta phải ghép nhạc vào hoặc là chúng ta ghép lời nói vào ha còn ở trong Veo 3 thì nó mới có thể tạo được âm thanh anh chị ở trong đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những câu lệnh tiếng Anh hoặc là câu lệnh tiếng Việt gì đấy nói chung là anh chị muốn sử dụng câu lệnh nào thì nó cũng có thể hiểu và nó có thể làm được ha ví dụ mình sẽ sử dụng một câu lệnh tiếng Anh như thế này mình sẽ dán câu lệnh vào đây mình cũng sẽ chọn tạo video nhanh ha và bấm vào xong nè sau đó mình bấm vào nút tạo nè khi mà tạo video nhanh á, thì tốc độ tạo nó rất là nhanh anh chị, vài phút thôi còn khi mà chúng ta tạo theo dạng tiêu chuẩn á, thì nó rất là lâu ha vài tiếng đồng hồ đương nhiên là Sora AI á, là một trong những nền tảng video khá là mạnh của bên AI rồi họ tích hợp vào đây và họ có thể cho chúng ta sử dụng miễn phí á, là một trong những việc khá là ổn anh chị thì chúng ta cần phải chấp nhận cái việc mà chờ đợi anh chị còn nếu không anh chị vẫn có thể để nâng cấp lên tài khoản ChatGPT Plus ha 20 đô hoặc là ChatGPT Pro 200 đô một tháng thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng không giới hạn luôn anh chị và lúc đó thì chúng ta sẽ tạo nhanh ha ở đây ví dụ như mình đang tạo một cái street food ha anh chị một món ăn đường phố á, thì nó đã tạo cho mình ha cái ánh sáng nó xuống cũng rất là đẹp ha anh chị và nó tạo cái khung cảnh mưa anh chị nó có hạt mưa xuống ha khói bốc lên thì nhìn cũng khá là đẹp ha thì chất lượng ở trong Sorai AI như mình nói á, là nếu như so sánh với lại Google V3 thì Sora AI có vẻ là không bằng đâu nhưng mà nếu như chúng ta so sánh á, thì ở trong Soray AI hiện tại nè có thể tạo ra video dọc nè anh chị có thể sử dụng nó miễn phí nè và đặc biệt chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thôi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ha đấy là những cái hình ảnh và những video mà mình đã tạo anh chị và anh chị xem đây ha đây là những video mà mình đã tạo giữa Soray AI và Veo 3 ha chúng ta xem và chúng ta so sánh cùng một câu rơm thì kết quả video nó như thế nào ha Ok anh chị, đó là video mà mình hướng dẫn anh chị cách để chúng ta sử dụng Sora AI miễn phí không cần có tài khoản ChatGPT Plus, không cần có tài khoản ChatGPT Pro ha. Chúng ta có thể sử dụng thông qua Bing ha chị. Công cụ Microsoft Bing này đã tích hợp Sora AI vào đây, chúng ta hoàn toàn có thể tạo video. Và lưu ý là hiện tại nó chỉ hoạt động ở trên điện thoại thôi ha. Trên cái app của Bing ha anh chị, anh chị chỉ cần cài vào đó, anh chị đăng nhập một tài khoản rất là đơn giản vào đó thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí ha. Nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe. Còn nếu anh chị muốn học sâu hơn về AI thì mình có một khóa e-learning dành cho anh chị ha trong khóa e-learning này, này mình chia sẻ rất là chi tiết các kiến thức về AI anh chị từ những số 0 anh chị có thể bắt đầu và anh chị có thể học rất là nhiều kiến thức trong đó 95 là thực hành mình sẽ không nói phần lý thuyết chúng ta sẽ tập trung vào thực hành để chúng ta tạo ra kết quả anh chị ở dưới đây là những phần kết quả mà chúng ta sẽ học ở trong khóa này để chúng ta có thể tạo ra những cái dạng kết quả này hoặc là thậm chí những cái dạng kết quả khác anh chị cũng có thể tạo dựa theo những kết quả này và trong quá trình học thì mình vẫn hỗ trợ anh chị nội dung học của chúng ta hiện tại đã hơn 33 tiếng đồng hồ anh chị rất là nhiều kiến thức trong đây và chúng ta vẫn có thể nhận được những kiến thức mới update sau này khi mà anh chị trở thành thành viên VIP ở trong khóa e-learning của mình ha và chúng ta có một cộng đồng học viên hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta cần giải đáp những thắc mắc hoặc là chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau nữa anh chị ở trong khóa mình thì mình sẽ share một số shop và nếu như anh chị có đủ khả năng thì anh chị hoàn toàn có thể nhận cái shop đó để anh chị có thể làm ha rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới channel nghề công sở bye bye anh chị